thì cái mục tiêu của bài này là phải gieo được định nghĩa và kiến thức thư. Thứ hai là vẽ sơ đồ và vẽ sơ chế cho biết bệnh của hội chứng định thư. Thứ ba là liệt kê các nguyên nhân của hội chứng định thư. Thứ tư là vẽ sơ các tổn thương giải phẫu bệnh thường gặp của hội chứng định thư. Thứ năm là trình bày những chuẩn lâm sàng và nhận lâm sàng để xác định chẩn đoán hội chứng định thư. Thứ sáu là biết đề nghị các cận lâm sàng chuyên biệt trong chẩn đoán nguyên nhân hội chứng định thư, và cuối cùng là trình bày biến chứng của hội chứng định thư. Thì hội chứng định thư là một tập hợp các triệu chứng của bệnh cầu thận mãn tính đặc trưng bởi sự đàm lượng nhiều trên 3.5 gram trên 1.73 với dung da 24 giờ dẫn đến giảm tăng tiêu máu, tăng tiêu máu và những cái rối loạn chuyển hóa khác. Vậy mình thấy là hồi hai mình học về triệu chứng từ các cái triệu chứng riêng lẻ, và lên y ba mình gom các cái triệu chứng đó lại thành những cái hội chứng của cùng một số các cái bệnh gì đó, một số các nguyên nhân. Thì mình nhớ hội chứng thận hư là tổn thương bệnh là ở cầu thận, những cái bệnh lý nào ở cầu thận mà nó gây ra cái bệnh chủ yếu là tiểu đạm lượng rất là nhiều trên 3.5 gram trên 1.73 phút trên da trong 24 giờ, cái đó là quan trọng nhất. Và nó gây ra hậu quả là dẫn đến giảm albumin máu, cồn tăng lượng máu và những cái rối loạn chuyển hóa khác. Tiểu đạm, một số cái định nghĩa gồm có tiểu đạm chọn lọc và tiểu đạm không chọn lọc. Tiểu đạm chọn lọc nếu như mà cái thành phần đạm chủ yếu trong cái tiểu là albumin, là albumin trên 85%, và còn các cái tế bào, các cái protein mà có trọng lượng phân tử lớn á, không có được cái thành phần đạm của tiểu. Nếu là albumin và các cái protein có trọng lượng phân tử nhỏ, còn các cái protein có trọng lượng phân tử lớn thì không có. Thì mình nhớ lại hồi 52 mình học á, là nó sẽ có cái cơ chế tiểu đạm á, nó sẽ có hai cơ chế, một là do tại cầu thận á, một là do cái kích thước cái lỗ lọc ha, cái protein nào mà nó có kích thước lớn hơn cái lỗ lọc thì nó giữ lại, nó nhỏ hơn thì nó đi qua, đó là đơn giản. Tuy nhiên là albumin thì cái kích thước nó nhỏ hơn lỗ lọc nhưng mà nó không có đi qua lỗ lọc được, là tại sao? Kích thước âm. Tại nó có tiền âm. Thì như vậy cái tiểu đạm chọn lọc tức là do tổn thương cái tế bào nhiễm mô tạng mà nó làm mất cái lớp tiểu thức âm ở trên bề mặt, như vậy nó sẽ làm do albumin nó sẽ bị lòng ra ngoài, nó bị lọc ra, nó bị mất qua. Và cái trường hợp này hay gặp ở các hội chứng định thư sang thương tối thiểu. Chút nữa mình sẽ học các cái loại tổn thương dễ của bệnh. Còn lại tiểu đạm không chọn lọc có nghĩa là các cái thành phần mà đạm trong cái tiểu nó sẽ tương tự như là trong cái tương, tức là trong cái tương có gì nó mất ra cái nấy, hiểu không? Thì đây là cái hộp cầu thận với cái thiết bị điện tử. Em thấy các cái cuốn văn bằng cầu thận nó xếp lê rất là nhiều, làm cho cái diện tích lọc tăng lên. Thì đây là cái kiểu động mạch kết, nó đưa máu vào trong các cái van văn bằng cầu thận, do đó có hiện tượng lọc và nước tiểu nó sẽ đi ra ngoài qua cái van bao an, tạo thành nước tiểu đầu tiên đi tiếp đến các cái đoạn của ống thận. Thì đây là cái cầu thận mà mấy em cắt ngang ra, thì tử động mạch rớt ha, hay là đúng động mạch cầu thận sau khi lọc ra nước tiểu đầu tiên nó sẽ ra cái van bao man này và nó đi đến cái ống thận gần để tiếp tục các cái quá trình trao đổi về chuyển hóa các chất. Bây giờ nếu mình cắt một cái miếng nhỏ đây ra, mình phóng to mình coi dưới kính hiển vi thì mình thấy cái màng lọc cầu thận nó gần đó ba lớp, ở phía giữa là màng đáy, ở phía trong là tế bào nội mô, ở phía ngoài là tế bào biểu mô, tế bào biểu mô tạng. Về một cái chất từ trong mạch máu mà đi ra ngoài thì nó phải đi qua ba cái lớp như thế này, và nó hình thành ra các cái lỗ lọc. Mình thấy đây là nhìn từ phía trong mạch máu nhìn ra thì nó thấy nó có những cái lỗ, đúng không? Có những cái lỗ. Đây. Bây giờ về cơ chế sinh lý bệnh của hội chứng thận hư là như thế nào?
đi về. Thì hội chứng thận hư là bất cứ cái tổn thương nào mà nó làm tăng tính thấm màng đáy cầu thận với protein. Bình thường thì màng đáy cầu thận nó sẽ cản protein lại đúng không, nó không cho protein đi qua. Bây giờ vì lý do nào đó, vì cái tổn thương nào đó mà nó làm cho cái màng đáy nó bị để làm cái protein nhiều hơn, và nó làm thì nhiều đến mức mà trên 300 gram trên 24 giờ thì mình mới gọi là một chứng thận hư nha. Còn nếu ít hơn thì bữa nó hồng rồi, nó sẽ viêm cầu thận cấp, viêm cầu thận mạng tùy theo cái diễn tiến của nó. Rồi khi mà nó mắc đạn ra ngoài cái tiểu như vậy á, rất là nhiều đó, thì nó sẽ có hiện tượng vùng trừng và các ca sản xuất nó mắc ra, bây giờ nó sẽ tăng sản xuất lên để nó vùng trừng. Và cái cơ quan nào là để sản xuất ra protein? Gan. Như vậy gan nó sẽ tăng sản xuất lên để bù trừ với cái lượng đạm mất ra. Tuy nhiên là nếu mà cái cơ chế nội sinh mình không có loại bỏ được, tức là nó tiếp tục mất qua nước tiểu, thì cái gan dù cho cố gắng cách mấy thì đến một lúc nào đó nó cũng không có thể bù đắp nổi, và nó sẽ dẫn đến là giảm albumin trong máu, đúng không? Và giảm albumin trong máu dưới 3 mg/lít. Và albumin thì nó đóng vai trò là gì? Áp lực keo, đúng không? Áp lực keo để giữ nước lại trong động mạch. Vậy nếu mà giảm albumin máu thì dẫn đến giảm áp lực keo. Giảm áp lực keo làm cho dịch thoát ra ngoài bô kẽ, dịch thoát ra ngoài bô kẽ nhiều hơn. Thì khi dịch thoát ra ngoài bô kẽ thì sẽ giảm thể tích dịch trong động mạch. Thì khi cái dòng máu mà bị giảm thể tích dịch như vậy, nó đi ngang qua các receptor, ví dụ như đi ngang qua cái vùng cạnh cầu thận, thì nó có các cái tế bào tiết ra radin, đúng rồi, nó sẽ kích hoạt hệ radin angiotensin aldosterone. Nó đi qua các cái hạch cạnh giao cảm thì nó sẽ kích hoạt hệ thần kinh giao cảm. Đi qua cái vùng dưới đồi thì nó sẽ tăng phóng thích ADH, và đi qua cái vùng tâm chỉ thì nó sẽ ức chế bài tiết natri uric peptide. Tóm lại tất cả các hoạt động của các cái hệ thần kinh nội tiết như vậy nó sẽ dẫn đến là cơ thể nó phản ứng lại bằng cách là giữ muối và nước, giữ muối và nước lại. Và khi uống muối và nước cộng với cái phát dịch ra mô kẽ như vậy thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện là bị phù, do đó cái phù là cái triệu chứng chính của một triệu chứng thư. Rồi khi mà giảm albumin, giảm protein trong máu như vậy á, thì gan nó sẽ tổng hợp bùn trừ, nó gan tổng hợp bùn trừ, trong đó có cái thành phần là lipoprotein tại gan, cho gan tổng hợp. Thì lipoprotein là một chất vận chuyển lipid, một chất vận chuyển lipid. Vậy thì nó sẽ làm tăng cái hấp thu lipid ở ruột, nó sẽ làm tăng lipid trong máu. Và cái tăng lipid máu này là tăng lipid máu thứ phát cho hiện tượng giảm đạm, cho hiện tượng tiểu đạm. Rồi ngoài ra thì khi mà các cái protein mất trong nước tiểu nhiều ấy, thì nó sẽ có các cái thành phần, ví dụ như là antithrombin 3 là một cái chất mà khi mà trong người có cục máu đông thì nó sẽ phá hủy cái cục máu đông. Bây giờ antithrombin 3 nó mất ra ngoài thì như vậy nó sẽ mất cân bằng, và như vậy cục máu đông hình thành sẽ không bị phá hủy và nó sẽ chạy trong dòng máu, đó là hiện tượng tăng đông. Và khi nó chạy tới chỗ nào thì nó sẽ bứt tắc cái chỗ đó, nó sẽ gây ra triệu chứng tương ứng của chứng học. Ngoài ra thì các thành phần protein trong nước tiểu còn có những cái thành phần protein liên quan đến cái cơ chế đề kháng của cơ thể, ví dụ như là cơ thể, ví dụ như là immunoglobulin là các cái kháng thể. Vậy mất qua nước tiểu thì nó sẽ làm cho giảm cái sức đề kháng của cơ thể, và cơ thể dễ bị nhiễm trùng. Và các cái rối loạn chuyển hóa khác như là ví dụ các cái protein vận chuyển canxi chẳng hạn, nó mất ra cái tiểu như vậy nó sẽ mất các protein mất canxi. Protein vận chuyển sắt như là transferrin thì nó sẽ làm thiếu máu thiếu sắt. Thì như vậy toàn bộ các cái rối loạn xảy ra khi mà
bị bắt tạm trong cái tiểu rất là nhiều, đó là toàn bộ cái cơ chế sinh lý bệnh của nữ mình hơn. Thì về mà khi mà mình nói hội chứng thận hư là mình chỉ nói về mặt hội chứng thôi, mình chẩn đoán hội chứng thận hư thì mình chưa có điều trị được, mình không biết nguyên nhân gì. Hội chứng thì nó có gồm có nhiều nguyên nhân, như vậy cái quan trọng là mình phải tìm ra nguyên nhân để mình điều trị ra chính xác. Thì về nguyên nhân thì nó sẽ có hai nhóm nguyên nhân lớn, thứ nhất là nguyên phát và thứ hai là thứ phát. Nguyên phát chiếm tỷ lệ trên 90%, tức là đa số là nguyên phát. Thường người ta nói cái từ nguyên phát có nghĩa là không có nguyên nhân, cũng được không tìm được nguyên nhân. Tuy nhiên về mặt cơ chế sinh lý bệnh thì người ta thấy có cái hiện diện cái phức hợp kháng nguyên kháng thể, tức là một cái phản ứng tự miễn. Tuy nhiên là kháng nguyên là gì không biết được thì mình mới gọi là nguyên phát. Nếu mà kháng nguyên mình biết được thì là nó sẽ là thứ phát. Như vậy có 10% là các nguyên nhân thứ phát, 10% là nguyên nhân thứ phát. Thì nguyên nhân thứ phát là nguyên nhân cái kháng nguyên mình xác định được. Chẳng hạn như bệnh nhân bị do thuốc, thì thuốc có đóng vai trò là aptamer, là một kháng nguyên nó gắn với protein. Để khi mà vô cơ thể mình nó sẽ kích thích sản xuất kháng thể và kết hợp kháng nguyên kháng thể đóng trên thành tái tổ hợp gây ra cái tổn thương. Như vậy mình nói thuốc đó gây hội chứng tổn thương thì mình phải chứng minh được là cái mối liên quan giữa cái thuốc đó với lại cái triệu chứng của mình. Ví dụ như cái chuyện bệnh nhân thứ nhất là phải có uống thuốc nằm trong cái danh sách từ bệnh pháp tôi có ghi nhận rồi đó, và nằm trong cái danh sách mà người ta đã ghi nhận trên liên quan. Và cái thuốc đó cũng phải uống thời gian gần đây, thường thường là sau một tuần, tức là đủ cái thời gian mà mình thành kháng thể. Và như vậy khi mình nghi ngờ nó, mình sẽ ngưng thuốc thử. Mình ngưng thuốc thử, nếu như đúng là do thuốc thì các cái triệu chứng nó sẽ như thế nào? Nó sẽ từ từ giảm và biến mất, thì mình phải nói là do thuốc. Chứ không phải là bất cứ cái mình nói đại là do thuốc thì không được nha. Thì tất cả các cái về thuốc đó thì tôi có ghi trong sách đó, các em coi kỹ lại là học thuộc. Cái thứ hai là nguyên nhân dị ứng, thứ ba là nguyên nhân nhiễm trùng. Nhiễm trùng thì trong đó có cái gì không? Nhiễm trùng thì có thể là vi trùng, có thể là virus hoặc là ký sinh trùng. Thì như vậy cái vi sinh vật, vi trùng và virus và ký sinh trùng nó cũng đóng vai trò là kháng nguyên và cơ thể mình là kháng thể. Thì các vi trùng thì nó có rất là nhiều loại vi trùng, trong đó đứng hàng đầu là liên cầu trùng, hậu nhiễm liên cầu trùng chứ không phải là chỉ có liên cầu trùng. Nhiễm virus thì ở Việt Nam mình hay gặp viêm gan viêm B, viêm gan C, HIV, đó là những cái loại virus mà Việt Nam là có vùng dịch tễ. Cái thứ ba là ký sinh trùng, trong đó hàng đầu là sốt rét, ngoài ra có những cái sinh trùng khác dù như sáng máng. Thì tương tự như vậy cái chuyện nhiễm trùng này cũng phải chứng minh có sự liên quan với lại hội chứng thận hư chứ không phải. Ví dụ như viêm gan viêm B thì mình phải chứng minh là con virus này nó có hoạt động, nó có hoạt động và nó liên quan đến tới cái bệnh hội chứng thận hư của mình. Cái thứ tư là bệnh hệ thống. Thì bệnh hệ thống cũng là một bệnh tự miễn. Tuy nhiên bệnh hệ thống có nghĩa là nó sẽ cái kháng thể nó sẽ cùng lúc nó tấn nhiều cơ quan, trong đó thận là một cơ quan. Còn hồi nãy mình nói nguyên phát có nghĩa là nó chỉ đánh trên thận mà thôi, các cơ quan khác không có bị tổn thương. Thì cái bệnh hệ thống điển hình là bệnh rung huyết đỏ hệ thống. Cơ thể sẽ sinh ra kháng thể, đó là kháng thể cá nhân, nó sẽ chống lại cùng lúc nhiều cơ quan, ví dụ như có tổn thương ở thận, ở da, ở khớp, ở hệ tạo máu, ở gan, ở tim, vân vân, hay cùng lúc nhiều cơ quan. Những cái bệnh khác ví dụ như là đa khớp dạng thấp thì nó vừa tổn thương ở thận vừa tổn thương ở khớp. Những cái bệnh như là hội chứng huyết bát tròn, không khác có thì đó là cái tổn thương vừa ở màng cái nang mao mạch, vừa ở
màng đáy tồn động về người tổn thương ở thận, vừa có thể gây ra suy hô hấp hay là ho ra máu. Tức là có nhiều cái bệnh hệ thống mà mình cần phải tìm. Cái thứ năm là bệnh lý ung thư. Ung thư thì có hai cái nhóm lớn là u đặc và ung thư máu. U đặc ví dụ như những cái loại ung thư đại tràng, ung thư dạ dày, ung thư vú, tiền liệt tuyến, tuyến giáp, ung thư rất là nhiều ung sắc mình có liệt kê. Ung thư máu thì chúng ta cầu là lymphoma dạng Hodgkin hoặc là non Hodgkin. Như vậy ung thư thì nó là một cái hội chứng cận ung, có nghĩa là do cái khối u, do cái sự hiện diện của khối u nó là cái kháng nguyên mà cơ thể mình tự sinh ra kháng thể, chứ không phải là do cái tế bào ung thư nó xâm nhập, nó di căn, nó xâm nhập vô phần mà nó gây ra triệu chứng, em hiểu chưa? Cho nên là không phải là bệnh nhân rõ ràng thì mình biết là tôi bị ung thư nè, đến khai với bác sĩ là tôi có cảm ung thư. Thậm chí là có những trường hợp mà bệnh nhân đến quyền vào chứng tự thư, và qua cái chứng tự thư mình cũng phát hiện ra ung thư. Có nghĩa là có bớt 10% các trường hợp mà cái hội chứng tự thư nó đi trước ung thư. Cho nên là cái này mình phải nghĩ tới, mình mới phải tìm ra. Chứ không phải là người ta nói sẵn cho mình nghe ha. Và mấy em cũng hay dự luận là vì đó bệnh nhân không có tiền yếu sụt cân nên em không nghĩ ung thư ha. Thì mấy em nên nhớ là cái chuyện đó là nó quá muộn rồi. Rất nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn bớt, tức là giai đoạn cuối rồi đó mà không có hề có tiền yếu sụt cân đâu. Nên mình có đợi có tiền yếu sụt cân. Vậy cái nhiệm vụ của mình là mình phải đi tìm, mình nghĩ tới, mình phải đi tìm, đi hỏi kỹ triệu chứng và cần làm thêm các cận lâm sàng để chứng minh. Và các nguyên nhân di truyền về chuyển hóa trong đó đến hàng đầu là bệnh đái tháo đường, các cái nguyên nhân khác ví dụ như tiền sản giật, tức là cái nguyên nhân mà do thai kỳ đó, vân vân. Tại sao khi mà cái loại trừ các nguyên nhân thứ phát thì mới nói được nguyên nhân nguyên phát, tức là cái đầu tiên mình phải loại trừ thứ phát thì mới nói được nguyên phát. Thì nguyên phát mặc dù không có tìm ra nguyên nhân nhưng người ta thấy chiếm tỷ lệ phần lớn các trường hợp nội tiết tự hư trên 90%, và người ta chia mô tả bằng cái tổn thương cơ hầm. Có nghĩa là sao? Thì người ta thấy là một số những cái bệnh nhân nội tiết tự hư nguyên phát này thì có một số thì điều trị rất là tốt, tức là rất là mau đáp ứng với thuốc, có khi một vài tuần thì cái tỷ lệ nó cơ bớt dần và biến mất. Rất là ít khi bị suy thận. Còn có những nhóm bệnh nhân thì lại bị hoài không có bớt, dùng rất là nhiều thuốc ức chế miễn dịch cũng không có giảm nào hết, tự đạo vẫn nhiều và diễn tiến tới suy thận rất là nhanh, với những trường hợp là 80% suy thận trong vòng 5 năm. Như vậy trên người ta nghiên cứu người ta thấy thì cái thể lâm sàng cái diễn tiến khác nhau như vậy thì người ta tìm hiểu là tại sao. Nếu mà mấy em làm đi sâu vào mơ học để phổ bệnh, tức là coi cái tổn thương mơ học nó như thế nào và tương ứng với biểu hiện lâm sàng, người ta chia ra thành những cái dạng bệnh như là sang thương tối thiểu, giai đoạn thận phun rú từng vùng, bệnh cầu thận màng, viêm cầu thận thâm tinh màng vân vân, như là cô lại kê ra trên bảng là những cái nguyên nhân mà theo chia theo giải phổ bệnh. Cái này để thì trên hội chứng thận hư, trên bệnh cầu thận thì mình thấy có hai cái hội chứng hay gặp, đó là hội chứng thận hư và hội chứng viêm cầu thận. Hội chứng thận hư và hội chứng viêm cầu thận. Nếu hội chứng thận hư thì biểu hiện chủ yếu bằng gì mấy em? Chủ đạt, cũng là chủ đạt rất nhiều. Hội chứng viêm cầu thận thì biểu hiện chủ yếu bằng tụ máu và suy thận, tức là hai cái thái cực khác nhau. Vậy cái biểu hiện bên ngoài là cái hội chứng này và hội chứng kia hoặc cả hai hội chứng, nhưng mà bản chất bên trong cái bệnh đó là bệnh gì thì có cái tên bệnh tương ứng bên trái, ví dụ như sang thương tối thiểu, bệnh cầu thận màng, thư giai cầu thận cung tương vân, đó là cái bệnh gốc, cái tổn thương bệnh của bệnh nhân. Và cái bệnh đó nó biểu hiện ra ngoài hoặc là bằng hội chứng bệnh hơn, hoặc là bằng hội chứng viêm cầu thận, hoặc là có thể có một số bệnh cả hai. Như vậy cái sự sắp xếp bên này, nếu như ở trên chúng ta đã gặp cái tổn thương chứng tận thân hơn thì nó sẽ biểu hiện chủ yếu bằng hội chứng tận thân. Chẳng hạn như sang thư tối thiểu thì chủ yếu đó là hội chứng tận thân, nó không có tiểu hóa. Bệnh viêm cầu thận sang thư liền
nó chủ yếu là hội chứng viêm, bệnh nhân tiểu máu rất nhiều, bệnh nhân suy thận tiến triển nhanh. Và những cái sang phân chính của này thì nó có thể là có hai hội chứng, cùng lúc. Và như vậy để mà biết được là cái sang phân trẻ có bệnh nó là như thế nào thì mình phải làm sinh tiết thận. Tất nhiên có làm sinh tiết thận mới biết được, chứ không sao biết được ra thì đây là cái hình ảnh làm sinh tiết thận thực sự là ở ở Việt Nam mình đó. Cái này tôi được đưa làm. Theo em thấy sinh tiết thận hướng dẫn siêu âm rất là đẹp, cái kim đây là cái kim này, thấy không, đây là cái thận ha, cái vỏ bao thận, cái đây là thận thì cái kim nó đang đúng ngay cái vỏ bao ha, ngay cái bao thận thì mình sẽ bấm cái thì cái kim nó sẽ đâm vô đây, mình rút ra thì lấy ra được một cái lõi giống như là lõi cỡ đó ha. Đây mình lấy được miếng như vậy ha. Rồi thì đây là cái mình phóng đại lên ha, cái miếng vải đó ha, mình phóng đại lên thì cái phần này á là cái phần cầu thận. Và như vậy cái bệnh này là hậu chứng thận hư là bệnh cầu thận, cầu thận thì nó nằm ở đâu? Vỏ. Ở vùng vỏ. Vậy mục tiêu của mình là phải lấy được nhiều cầu thận và phải lấy ở vùng vỏ. Nếu mà mình lấy sâu quá thì nó sẽ vô vùng tủy, mình sẽ ít cầu thận, thậm chí là không có cầu thận, mình đâu chẩn đoán được bệnh mà nó dễ chảy máu nữa. Như vậy cái giải phẫu chính thiết là mình sao mình lấy được cái phần phần cầu thận ở phía ngoài, cái phần đường vỏ phía ngoài và những cái chấm màu đỏ đỏ đó, ví dụ đây ha, một đây một cái, một đây một cái, những cái đỏ đỏ này là những cái cầu thận, cái cầu thận người ta đế được bao nhiêu cầu thận. Thì các em thấy là mình lấy một miếng tí xíu thôi mà mình đại diện cho nguyên một cái thận luôn, chứ không lẽ mình lấy nguyên một phần tự thì nó sẽ ra nó sẽ tổn thương nặng, người ta sẽ chảy máu và nguy hiểm. Cho nên mình lấy có tí thôi mà mình đại diện cho nguyên cái thận. Như vậy mình sẽ em giống như cái thận xác suất đó, thống kê đó thì trên cái phần trăm trên cái mẫu mình biết được. À như vậy cái kết quả nó cũng diễn giải dựa trên cái mẫu đó thì em thấy có thể đôi khi nó cũng không chính xác hoàn toàn. Chính xác hoàn toàn là sao? Tại vì mình lấy cái mẫu có chút xíu mà mình đại diện cho nguyên cái thận, như vậy nó càng chính xác nếu như mà mình lấy được nhiều cầu thận, đúng không? Lấy được nhiều cầu thận thì nó khả năng nó đúng nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà mình lấy nhiều quá thì sao? Chảy máu. Bệnh nhân có bị chảy máu, mình cũng không có lấy nhiều quá được, cho nên nó sẽ phải có một cái chỗ mà chấp nhận được ha. Thì thường thường đó là 10 cầu thận là chấp nhận được, tức là nếu mà dưới 5 cầu thận thì bệnh nhân có ý nghĩa. Không có ý nghĩa, mình đăng tới 10 thì tạm tạm thôi, nhưng mà trên 10 thì coi như là chấp nhận được. Mà mình nhiều khi mình lấy được 30, 40 thì càng tốt. Thì để hiểu được cái giải phẫu thuật như thế nào thì cái này nói sơ một số cái nguyên tắc cơ bản. Thì ở trên đây mình sẽ quan tâm đến những cái tế bào gì. Hồi nãy mình thấy ba cái lớp, mình sẽ thấy có ba cái lớp mà hồi nãy mình thấy màng bạch cầu thận gồm có mặt đáy, tế bào hồng hoa và tế bào mũi hoa. Hai khi mình tương tự như vậy mình cũng sẽ quan tâm đến ba cái lớp đó, như vậy nó tổn thương cái tế bào neo ở trong đó, hoặc là cái phức hợp miễn dịch, cái phức hợp miễn dịch nó đấu ở đâu trong cái ba cái lớp đó. Ngoài ra nó còn cái vùng chính giữa là cái vùng giang mạch, thì nó có tế bào giang mạch hay là vi-sen phu seo, thì cái tế bào đó nó đóng vai trò giống giống như cái tế bào cốc phơ gan, giống giống như vậy, thì nó cũng ảnh hưởng đến các cái quá trình bệnh lý. Thì cái này nói qua cho em hiểu thôi, chứ còn cái này là cái kỹ thuật của cái tuần tiền cái bác sĩ giải phẫu bệnh. Thì để mình nhận diện ba cái tế bào đó thì bây giờ đầu tiên mình sẽ phải nhận diện cái mạch máu, nhận diện cái mạch máu. Ví dụ như đây có cái con này là cái con hồng cầu nè, hồng cầu nè. Thì tức là hồng cầu thì nó phải nằm trong mạch máu, như vậy trong lòng nó là tầng mạch máu không mà. Như vậy cái tế bào đây, cái tế bào này có nhân nè, thấy không? Nên tế bào có nhân, thì cái tế bào nó nằm trong mạch máu là tế bào gì?
đau đau đúng rồi, gây đau thêm đau xem thì cái đó là cách để mình ta làm gì với bác sĩ dễ bất bật cái này gì. Cái tế bào này á cũng có cái nhân đây mà nó nằm ngoài cái mạch máu đây, nó nằm ngoài mạch máu thì là biểu mô ha, cái shadow cell. Ngoài ra thì cái vùng ngoài giữa các cái quai mô mạch, đây có quai mô mạch, đây có quai mô mạch, đây có quai mô mạch. Thì giữa các quai mô mạch thì gọi là giang mạch, vùng giang mạch bi xem chưa. Và cái tế bào nó nằm ở trong đó, đây có cái phần có nhân nằm trong đó gọi là tế bào giang mạch. Còn gọi là tế bào cung mô nữa. Không có người nhìn là tế bào cung mô, có người nhìn là tế bào giang mạch mi xem vô xem. Theo kiểu ha, thì đó là sự nhận diện các cái lớp tế bào. Đây, đây đây một cái sơ đồ để nhìn rõ thì đây là cái mạch máu thì ở trong là tế bào gì? Dạ vô. Còn endothelial ở ngoài là endothelial, tế bào này hay còn gọi là tế bào biểu mô tạng, tế bào có chân, podocyte, tế bào chân giả cũng là màu, tất cả là màu. Cái vùng giữa các cái quai mô mạch, đây quai mô mạch, đây quai mô mạch thì ở giữa gọi là tế bào cái vùng giang mô mạch ha, vùng giang mô mạch. Cái vùng giang mô mạch thì trong cái vùng đó nó sẽ có cái tế bào giang mạch đi xem cho xem. Một số cái thuật ngữ một cái tên phương nào đó mà nó gọi là lan tỏa phim khi mà nó trên căn lưu phô phần trăm số cầu thận mình sẽ biết được. Cho mình sẽ biết được hai cuộc cái cầu thận mà có 15 cái cầu thận nó có cái tổn thương đó thì mình gọi là cái tổn thương đó lan tỏa. Nếu mà nó dưới 50% thì mình gọi là khuôn trú hay là khuôn vòm ha. Điều đó cho thấy là nếu mà sinh thiết được nhiều cầu thận thì cái khả năng chính xác của em càng cao. Nếu như em sinh thiết được có 5 cái cầu thận mà bây giờ mình nói là sơ chai cầu thận khuôn trú từng vùng thì là nó dưới 50%. Ví dụ như mình thường có một cái cầu thận bị sơ thì mình nói là trên 5 mà dưới 50% mình chẩn đoán là sơ chai hay cầu thận khuôn trú từng vùng ha. Nhưng mà tại mình lấy xin lỗi, ví dụ như mình lấy được bớt cái cầu thận đi đăng cái cầu thận nhưng mà không bớt cái cầu thận sơ chai, mình lấy đừng có mặc cái cầu thận mà mình thấy có bớt cái cầu thận sơ chai mình suy ra là nó sơ chai lan tỏa, nó sơ chai tàn bộ như 4-5-80% lần. Nhưng mà tại vì mình sinh thiết được có 5 cái mình lỡ một chút cái chỗ nó sơ nhiều, nhưng mà nếu mình sinh thiết 30 cái mà bớt cái mà lên 30 cái thì nó lại là cung thú rồi. Nó sẽ tiên lượng khác nhau rồi, cho nên là tùy theo cái số lượng cầu thận mình tiết được mà nó có giá trị khác nhau. Rồi một cái tổn thương gọi là toàn phần total, khi mà tổn thương toàn bộ cầu thận và toàn phần tức là segmental thì tổn thương một phần cầu thận. Vậy em thấy hai cái khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Nếu lan tỏa với lại khuôn trú thì khi mình xét trên nhiều cầu thận nó tổn thương bao nhiêu trên một số cầu thận. Còn nếu mình xét một cái cầu thận riêng biệt, một cái cầu thận nào đó mà nó bị hết nguyên cái cầu thận đó thì mình gọi là total. Và nếu nó bị một góc lên một phần của cái cầu thận thì mình gọi là segmental. Đó là một số cái định nghĩa. Và khi mà người ta nói sang hơn đó gọi là tăng sinh giang mạch. Tăng sinh giang mạch nếu như có 3 cái bào giang mạch trong một cái vùng giang mạch ngoại biên, tức là ta đếm thấy trên 3 cái, 4 cái, 5 cái nên gọi là giang tăng sinh giang mạch, còn ít hơn thì cũng có. Một cái sang thương gọi là tăng sinh, khi có tăng sinh số lượng tế bào trong cầu thận, cái tế bào tùy loại có thể là giang mạch, có thể là tế bào nội mô, có thể là tế bào biểu mô hoặc là thâm nhiễm thêm các tế bào khác như là bạch cầu, ca nhân cung tính, bạch cầu cung sai chẳng hạn. Nếu mà nó tăng sinh cái số lượng tế bào thì mình gọi là sang thương, đó là tăng sinh. Thì thường thường những cái sang thương mà cấp tính thì nó hay biểu hiện bằng tăng sinh, cái nhà mà cấp tính thì nó hay biểu hiện bằng tăng sinh. Đây là cái phần sang thương tối thiểu. Sang thương tối thiểu thì mình nghe cái tên mình biết nhẹ nè. Nhẹ ha, nhưng mà tối thiểu thì mà cái mình nhìn trên đây là cái kính hiển vi quang học. Cái hiển vi quang học tức là mấy em giống như mấy em đi học thôi rồi phải không?
Rồi nhìn cái hiển vi đó là cái hiển vi quan hồng ha, cái hiển vi đó em nhìn được cái các cái thành phần tế bào, tế bào này tế bào kia giống như vậy. Thì gọi là tế bào cái hiển vi quan hồng. Thì trên sáng tôi có hiểu thì cái hiển vi quan hồng không có gì thay đổi hết. Không có thấy tâm sinh tế bào, không có thấy tâm độc gì gì, không thấy gì hết. Thường 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 không thấy gì thay đổi hết. Đây là cầu thận nha. Đây là cầu thận, đây là một cầu thận, hai cầu thận. Đây là cầu thận, sang tương đối hiểu nha. Không có thay đổi gì hết, các tế bào. Trong cái hiển vi miễn dịch mình quen thì ở trên một cái mẫu sinh tiết phẩm thì sẽ đầy đủ từ cơ thể tôi tất cả ba cái loại chính. Chính hiển vi quang hồng là mẹ thấy rồi, chính hiển vi miễn dịch hình quang và chính hiển vi điện tử. Chính hiển vi miễn dịch hình quang là mục đích là gì? Mục đích là em sẽ coi cái phức hợp kháng nguyên kháng thể, phức hợp kháng nguyên kháng thể. Mà để mà thấy được cái phức hợp đó thì người ta sẽ dùng màu hình quang nó phát sáng lên. Thì nó sẽ màu xanh, nó phát sáng lên thì mình biết là mình có. Thì làm sao biết được phức hợp kháng nguyên kháng thể? Bây giờ phức hợp kháng nguyên kháng thể thì nó sẽ phải có thành phần kháng nguyên và thành phần kháng thể. Thì mình sẽ đi tìm cái thành phần kháng thể. Ví dụ như nó có nhiều loại như G, G, A, G, E mà gì đó mình đã học rồi đó. Thì ví dụ như muốn tìm như G, G thì mình sẽ chế một cái huyết thanh nó kháng lại với IgG là anti IgG. Thì cái thuốc thử của mình á, thuốc nhuộm của mình á, nó có cái thành phần anti IgG nhuộm vô cái mẫu da của mình. Nếu cái mẫu da của mình nó có IgG thì sao? Thì anti IgG nó sẽ bắt cặp với lại IgG, nó tạo ra một cái phức hợp kháng nguyên kháng thể mới. Và nếu mà có cái đó thì mình nhuộm cái màu hồng quang nó sẽ phát sáng lên. Nó sẽ sáng lên cho mình biết là có phức hợp kháng nguyên kháng thể. Và cái phức hợp đó nó nằm ở đâu? Ở tại cầu thận. Nó nằm ở vị trí nào? Nó nằm ở dưới tế bào hữu cơ, nằm ở trong màng đáy, hay là nằm ở dưới tế bào bộ da hữu cơ, hay là nằm trong vùng giang mặt. Và tùy theo kiểu cái hình dạng phân bố của phức hợp kháng nguyên kháng thể đó mà người ta cho ra cái chẩn đoán khác nhau. Tất nhiên là giảng theo hiểu thì tôi chỉ còn đi sau thì nó sẽ thuộc về cái lĩnh vực của bác sĩ giải phẫu bệnh ha, và người ta sẽ cho ra cái loại sang tương gì tùy theo cái thật. Thì ở trên cái sang tương tối thiểu phức hợp miễn dịch bình quang cũng âm tính, như vậy tại sao? Như vậy tại sao mà bệnh nhân lại bị nhiễu đạm? Ở những người hội chứng thận hư, bệnh nhân phù rất là nhiều, rất là nhanh. Trong vòng 3 ngày, 5 ngày, bệnh nhân có thể tăng 20kg. Mấy em làm nước tiểu, thì đạm điều 24 giờ, có thể mười mấy gram, 20 gram. Đã 30 ml máu giảm rất thấp, 3 gram trên lít, 4 gram trên lít. Em xin lỗi, protein máu albumin có thể 1 gram, 1.2 gram, 1.3 gram, rất là thấp. Như vậy tại sao? Tại sao mà đâu thấy tổn thương gì đâu? Mà tại sao lại nhiễu đạm? Thì như vậy mình sẽ còn thiếu một cái kính hiển vi nữa, đó là kính hiển vi điện tử. Thì cái này nó tổn thương rất nhỏ, gọi là tối thiểu, mà cái tế bào không có thay đổi, mà nó thay đổi trên bề mặt của cái tế bào biểu mô tạng. Thì người ta nếu mà nhuộm với kính hiển vi điện tử, tức là phóng đại cái đó lên hàng triệu lần, người ta thấy đây là các tế bào tiêu giả, thấy các tiêu giả nó đều đậm ha, đều trẻ như vậy. Ở bên đây cũng còn thì nó ra nó có hiệu quả các cái tiêu giả của các tế bào biểu mô tạng. Chính vì điều đó nó sẽ làm cho mất cái lớp diện tích âm ở trên bề mặt và nó sẽ làm ra tiểu albumin, tiểu albumin rất là nhiều. Tên gì chị? Bây giờ tôi không biết. Ở đây mấy em thấy nha, các cái bào tiêu giả, các cái chất giả của tế bào biểu mô tạng nó dính vào nhau, nó làm cho mất lớp biểu tuyến tích âm. Và như vậy cái sang tương tối thiểu nó dẫn đến cho mình thấy là trong cái thành phần nước tiểu nó protein nó gồm có gì? Thì đa số là albumin. Đúng rồi, có các protein trong lượng nước tiểu lớn không? Không có nha, thì đó là cái cơ chế của
càng thường tối thiểu. Ở tương tự đây ha, các cái chân giả rộng bên đây, các chân giả nó bị ra bị trùng, nó bị dính lại đó ha, nên nhìn không có đẹp giống như là bên đây. Rồi qua một cái sắc thương thứ hai, cái là sơn gai cầu thận phun trước từng vòng, sơn gai cầu thận phun trước từng vòng. Thì về cái sơ đồ các em thấy ha, ở đây là một cái cầu thận, thì các em thấy đây các cái quai mao mạch ha, nó bình thường. Ngược lại ở đây ha, các tế bào của mô chính đó, nó sẽ bị mất đi và nó bị thay thế là thành phần sơ. Như vậy mà bên đây nó chỉ bị cái một phần nhỏ thôi, còn cái phần còn lại cũng bình thường. Do đó mình gọi cái này là segment hình phần, một phần của cái cầu thận. Tương tự ở đây là cái hình phần đó, thì đây là cái phần sơ, phần sơ bên đây còn cái phần bình thường. Thì đây là mình gọi là hình phần. Còn nếu mà nó không trúng khi mà cái số tế bào bị cái sơ này nó ít hơn 50% cái số cầu thận thì gọi là không trúng. Ở đây cũng là sơ gai cầu thận phun trước từng vòng ha, mình thấy người ta nhuộm màu cho nó thấy rõ lên cái phần sơ đó ha. Thì đây nhuộm GAS, thì đây là phần sơ, ở đây là có tế bào có nhân, mà mấy cái màu xanh xanh này là nhân nè ha. Đây là phần bình thường, đây phần sơ, tương tự đây cũng vậy. Trên biểu hiện thực quan mình cũng sẽ thấy mắt màu không có đường ha, tức là có những cái đây là những cái lắm động của phần biểu hiện ở một phần của cái cầu thận. Cái thứ ba là bệnh cầu thận màng thì các cái bức phẩm cũng dịch nó đắp ở trong màng, nó nằm ở trong màng, nó làm cho cái màng đáy nó dày lên, nó dày lên. Nếu mà nó dày thực sự mà mình muốn đo chính xác thì mình phải cái thiết bị điện tử mình mới dây đo được. Nhưng mà ở trên cái thiết bị quang học, đây là cái thiết bị quang học, thì mình cũng có thể một phần mình dự đoán được. Ví dụ mình thấy cái này lượng bạc làm cho cái màng đáy nó rõ, thì cái màng đáy nó sẽ dày lên và nó tạo hình ảnh tạo gai. Gai tức là cái màng nó cũng đường, nó nhọn ra như vậy là do cái lắng đọng phức hợp miễn dịch nó làm cho cái màng nó bị dày và nó nhọn ra như vậy, nó tạo gai, nó tạo gai. Trên cái miễn dịch thùng quang, trên miễn dịch thùng quang thì em thấy cái màu xanh xanh là các cái phức hợp miễn dịch á ha, các phức hợp miễn dịch nó dạng hạt. Với lại IgG nó lan tỏa dọc theo màng đáy ra, dọc theo màng đáy cầu thận, như vậy thì mình gọi là căn cơ màng. Và thì đây là các cái giai đoạn phát triển, mấy em thấy là các cái của cái căn cơ màng hay bệnh cầu thận màng, cái màu xanh xanh này là cái phức tạp miễn dịch ha, phức tạp miễn dịch ha, các cái giai đoạn từ nhẹ cho tới nặng ha. Và cuối cùng đây là mình làm cái màng đó nó dày ra, dày hẳn ra ha. Thì đây là các cái giai đoạn của cái căn cơ màng. Căn cơ tăng sinh màng thì ngoài cái việc mà nó đóng ở trong màng, phức tạp miễn dịch đóng trong màng, nó còn đóng phức tạp miễn dịch ở trong các cái vùng gian mạch nữa. Cho nên mình sẽ gọi là tăng sinh màng thì nó sẽ làm cho cái cầu thận nó có hình tiểu quỳ nha, có từng búi, búi giống hình tiểu quỳ population. Đây nha, nó có hình giống các cái tiểu quỳ. Đây là miễn dịch thực quan. Miễn dịch thực quan đó, cho hồi nãy cái thương màng thì mấy em thấy nó làm sao, nó mỏng mảnh à, còn bây giờ nó sao, nó dày và ngoài cái vùng màng á, nó còn ở cái trong này nữa. Ở trong này là cái vùng da mặt á ha, nó cũng có đóng cái phần miễn dịch. Cái đó là phân biệt ra sang sinh màng hay là tăng sinh màng. Ha, thì ngoài cái đóng phức tạp miễn dịch ở cái vùng màng ha, còn vùng dưới tế bào hữu cơ và cái vùng da mặt nữa ha, đó là cái sang sinh tăng sinh màng. Một cái loại hội chứng thận hư mà em cũng hay nghe nói là bệnh thận hư xe. Hôm bữa học viêm cầu thận mình cũng nghe nói viêm cầu thận hư xe. Như vậy hư xe có nghĩa là lắng động phức tạp miễn dịch. Loại hư xe là mình biết. Tức là nó có nhiều loại kháng thể IgA, IgE, IgM, nhưng mà cái loại này là chủ yếu là IgA. Tức là chỉ có IgA hoặc IgA là tội, các cái kháng thể khi nó được biết hơn thì mình gọi là bệnh thận da.
và các cái thường các cái kháng thể này, các cái loại miễn dịch này nó tắm ở trong vùng da mặt thôi. Cho nên các em thấy đây là cái phức hợp miễn dịch hình quen, nó nằm ở bên trong cái vùng da mặt hơn, và cái loại kháng thể đó là đi ra thì mình chẩn đoán là bệnh thận đi ra. Vậy bệnh thận đi ra bắt buộc các em phải sinh tiết thận, không có cách nào không sinh tiết thận thì chẩn đoán đi ra được hết, là cũng phải chắc chắn phải có sinh tiết thận thì chẩn đoán đi ra. Rồi đó là một số cái hình ảnh về giải phẫu bệnh ha, để cho em hiểu và em thấy được cái vai trò quan trọng của sinh tiết thận. Khi em đi lâm sàng em thấy có một số bác sĩ điều trị họ không cần sinh tiết thận ha, thì thực sự cái đó là nó không có đúng ha. Tức là nếu mà mình bị bài bản thì thấy tùy từng sang thương nó sẽ có các điều kiện khác nhau, cái tiên lượng khác nhau, mà nếu mà mình bị đại thì gọi là bị mù, mình bị đại lên sang thương cho đuổi không có chắc chắn. Quay triệu chứng lâm sàng như thế nào thì mình thấy trên cái sơ đồ sinh lý bệnh thì cái triệu chứng hầu như nó rất là nghèo nàn, chủ yếu là triệu chứng phù thường là phù toàn thân, thường bắt đầu ở mặt lan toàn thân, phù chân mắt cá, phù tắt lưng khi nằm lâu, phù điều, phù âm hộ. Cái phù này là phù toàn thân nên nó có tính chất là phù mềm, trắng, cứng lợn, không đau và có tính xấu xích, đó là phù nhận. Và có thể kèm cái càng điều tra màng, ví dụ như là đi thần phổi bụng. Bệnh nhân thường chịu ít và nước tiểu có nhiều bạc, do có nhiều đạm, chịu máu và tăng huyết áp thì tích dần. Chịu máu và tăng huyết áp là cái điểm hình của viêm hoặc là chiếc viêm. Đây là hình ảnh được nêu từ phần hình chân ấn lợn ha. Mặt đây là bị phù, đây là mặt bình thường, cái phù mấy này mình phải đi lần hàng mình mới biết được. Là càng dịch màng phổi ra thì phổi rất là nhiều, bụng bé bụng bé là nó có thể có những cái vết rạn da, tức là khi mà người ta bụng căng quá là nó tiết ra ra. Rồi các cái triệu chứng cận lâm sàng xét nghiệm thì tất nhiên là mình nhớ lại cái chất của hội chứng thận hơn là tiểu bạc, như vậy cái xét nghiệm đầu tiên mình phải nói là xét nghiệm tiểu, tiểu thì nó có tiểu bạc, và cái xét nghiệm dễ rất là tổng hợp tới tiểu nè, đấy mình nhớ đi từ cái dễ cho tới cái khó. Thì thường thường trong tổng hợp tới tiểu có điểm đều là tiểu đạo rất là nhiều, thường trên là 3-5 gram để sử dụng tích hoặc em thấy người ta ghi 3 cộng 4 cộng thì nó là cái số của tối đa, bình thường nó là số tối đa. Có thể đi kèm tiểu máu hoặc tiểu bạch cầu nếu như mà có cái hội chứng viêm đi kèm. Có thể kèm tiểu lưu vơ rồi tức là có đường trong nước tiểu nếu như tổn thương ống thận không kẻ đi kèm. Nhất là cái trường hợp mà sơ da cầu thận thu trú từng vùng, sơ da cầu thận thu trú từng vùng đó là cái sang thương mà nó hay bị tổn thương ở vùng cận tủy, tức là vùng vỏ mà vùng cận tủy, do đó nó sẽ tổn thương khi kèm một phần ống thận gần ha. Cho nên mình sẽ thấy cái triệu chứng là có đường trong nước tiểu trong những cái trường hợp đó. Là cặn láp thì đôi khi em có thể thấy trụ hàm cầu nếu có sang thương viêm khi kèm. Có thể hạt mỡ, trụ mỡ, thể mỡ, tinh thể cholesterol, bởi vì là tăng lipid máu thì nó sẽ dẫn đến tiểu ra lipid. Tạm biểu 24 giờ, mình trên 3.5 gram, trên 1.3 gram, trên 24 giờ.